Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tiếng Anh Phổ Thông Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 4 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang phần Listen and Read. Phần Listen and Read này là phần lắng nghe và đọc các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nghe này và chúng ta sẽ nói rồi chúng ta sẽ làm các bài tập của người ta. Bây giờ mời các bạn. 4. Learning a foreign language. 2. Listen and Read. Pages 32 and 33. Hey, Lan. Have you finished your exam? Yes, I have. Were the questions difficult? Well, they were quite hard. Did you pass? I'm not sure. The examiner didn't tell me. What questions did she ask you? First, she asked what my name was and where I came from. They were easy for you, weren't they? Then she asked me why I was learning English and if I spoke any other languages. Go on. Then she asked me how I learned English in my country. And she asked how I would use English in the future. What else did she ask you? Oh, Paolo, let me try to remember. She asked me what aspect of learning English I found most difficult. Is that all, Lan? Oh, there were a lot of other questions. She also asked me to read a passage. What did she say in the end? I'm trying to remember. Oh, yes. Exactly, she said. If you want to attend the course, you must pass the coming written examination. Good luck. It's terrible, Lan. I don't think I will be able to pass the exams. Don't worry, Paolo. Everything will be all right. Rồi, như vậy là chúng ta vừa được lắng nghe bài nói hội thoại giữa bạn Paolo và bạn Lan. Bạn Paolo gặp bạn Lan hỏi này, Lan chào Lan, bạn vừa hoàn thành cái bài thi của bạn đúng không? Bạn Lan trả lời là vâng, mình vừa hoàn thành. Thế thì những câu hỏi có khó không? Wow, chúng hoàn toàn khó. Thế bạn có thi đậu không? Bạn Lan trả lời, mình chưa chắc nữa. Người coi thi giám khảo này, người chấm thi không nói cho mình biết. Thế những câu hỏi, cô giám thị này, cô ấy đã hỏi bạn những câu hỏi gì? Cái bạn Lan nói này, đầu tiên ấy là cô ta hỏi tôi là tên tôi là gì, rồi sau đó cô ta hỏi tôi đến từ đâu. Rồi bạn Paula hỏi tiếp này, Paula, thế thì chúng đó là những câu hỏi rất là dễ cho bạn mà, chẳng phải vậy à? Cái bạn Lan nói, ồ, sau đó cô ta hỏi tôi tại sao tôi lại học tiếng Anh, tôi lại đang học tiếng Anh, và liệu rằng tôi có thể nói bất cứ ngôn ngữ nào khác nữa không? Cái Paolo và nói bạn hỏi tiếp, thế thì tiếp theo nữa là sao? Cái bạn Lan trả lời là sau đó cô ta hỏi với tôi là tôi đã học tiếng Anh ở quốc gia tôi mình á, tôi đã học tiếng Anh ở quốc gia tôi như thế nào, và cô ấy hỏi là tôi sẽ sử dụng tiếng Anh trong tương lai như thế nào. Cái bạn Paolo hỏi thế này, thế thì còn gì khác nữa? Cô ấy hỏi bạn còn gì nữa? Bạn Lan tiếp tục, Paolo, để cho tôi cố gắng nhớ thử nào. Cô ta hỏi tôi là cái khía cạnh gì của việc học tiếng Anh mà tôi thấy nó khó nhất. Cái bạn Paolo hỏi là, đó là tất cả hả Lan? Đó là tất cả hết rồi à? Cái bắt đầu bạn Lan nói, không, có rất nhiều câu hỏi khác nữa. Cô ấy cũng hỏi tôi là để đọc, cô ấy cũng yêu cầu tôi là đọc một cái bài văn, một đoạn văn. Rồi cô ấy nói gì ở cuối giờ, ý là cuối của bài thi á, cuối cô ấy là nói gì? Cô chấm thi á, hôn nói gì ở cuối bài thi? Cái bạn Lan trả lời là, tôi đang cố gắng nhớ đây. Vâng, chính xác là cô ấy nói rằng là nếu bạn muốn tham dự cái khóa học thì bạn phải vượt qua cái kỳ thi viết, cái phần thi viết này. Cái bạn Paolo hỏi là, bạn Paolo nói là chúc may mắn. Rồi cái bạn Paolo nói là thật là kinh khủng Lan ạ, tôi không nghĩ rằng
Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể vượt qua những cái bài thi đó. Cái bạn Lan nói là ồ đừng lo lắng Paula, mọi thứ sẽ tốt thôi. Đó. Rồi, như vậy là đó là toàn bộ cái bài nghe và bài đọc của chúng ta. Vậy thì phần thứ nhất là người ta yêu cầu mình là thực hành cái bài hội thoại này với một đối tác, với một người bạn cùng lớp mình, rồi sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi dưới này. Rồi, bây giờ mình giúp các bạn hoàn thành cái đòi hội thoại này nha. Mình liền nói cũng chậm thôi, các bạn cố gắng nè. Hey Lan, have you finished your exam? Yes, I have. Were the questions difficult? Well, they were quite hard. Did you pass? I'm not sure. The examiner didn't tell me. What questions did she ask you? Đọc nối vào nhau luôn các bạn nha. First, she asked me what my name was and where I came from. They were easy for you, what are they? Then she asked me why I was learning English and if I spoke any other languages. Oh, go on. Then she asked me how I learned English in my country, and she asked how I would use English in the future. What else did she ask, Kiel? Oh, Paula, let me try to remember. Ah, she asked me what aspect of learning English I found most difficult. Is that all, Lan? Oh, there were a lot of other questions. She also asked me to read a passage. What did she say in the end? I am trying to remember. Oh, yes, exactly. She said, if you want to attend the course, you must pass the written examination. Good luck. It's terrible that I don't think I will be able to pass the exams. Don't worry, Paula, everything will be all right. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần thực hành hội thoại rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần B này các bạn. Cái phần B này là cũng là một phần cũng tương đối không có gì khó cả. Nếu chúng ta để ý một tí là chúng ta làm được liền. Phần B á là người ta là yêu cầu mình là trả lời chính xác những cái gì mà cái người giám thị, người cô thí họ yêu cầu Lan. Và nhìn vô cái danh sách những câu hỏi và đánh dấu check trong cái hộp này. Rồi ví dụ từ tất cả những cái 14 cái câu hỏi này, chúng ta xem 14 cái điều này, chúng ta xem là những cái điều nào mà cái người giám khảo, người giám thị đã yêu cầu Lan và hỏi Lan, yêu cầu Lan ha. Mình giúp các bạn hiểu trước rồi mình đánh dấu tích cho các bạn luôn. Tên của bạn là gì? Bạn đến từ đâu? Bạn sống ở đâu? Bạn sống với bố mẹ bạn à? Khi nào thì bạn bắt đầu việc học tiếng Anh? Tại sao bạn đang học tiếng Anh? Bạn có nói bất kỳ ngôn ngữ nào không? Bạn đã học tiếng Anh ở đất nước của bạn như thế nào? Và bạn sẽ sử dụng tiếng Anh trong tương lai như thế nào? Khía cạnh nào của việc học tiếng Anh bạn thấy rằng là khó nhất? Và bạn dự định học cái gì? Và sở thích của bạn là gì? Những sở thích của bạn là gì? Và hãy nhìn vào bức tranh này và diễn đạt bức tranh đó. Và đọc cái đoạn văn này. Đó, như vậy là tất cả những phần này là những điều mà người ta gửi ra cho mình. Chúng ta xem tất cả những cái này có phải là tất cả những cái điều mà người giám thị muốn hỏi không? Thực ra không phải các bạn. Những điều mà người giám thị, người coi thi không hỏi Lan nè, là điều số 3 là 1 nè. Đó. Điều số 3 là điều không hỏi các bạn nha. Và điều số 1 là có hỏi nè. Điều số 2 có hỏi nè. Điều số 3, điều số 4, điều số 5 là không có. 3, 4, 5 không có. Điều số 6 có hỏi nè. Điều số 7 có hỏi nè. Điều số 8 có hỏi này, điều số 9 có hỏi này, điều số 10 có hỏi này, điều số 11, điều số 11 là gì các bạn? Rồi, cái 11 á, là không hỏi này, 12 không hỏi này, 13 không hỏi luôn này, 14 có hỏi này. Đó, những cái điều này là không hỏi này. Thứ nhất là
Bạn sống ở đâu? Cái điều này không hỏi này. Và bạn có đang sống với bố mẹ không? Cũng không hỏi này. À, bạn bắt đầu học tiếng Anh khi nào? Cũng không hỏi này. Đó. Rồi cái chỗ này là bạn sẽ học cái gì? Không hỏi này. Rồi bạn có những sở thích gì? Không hỏi này. Rồi nhìn vào bức tranh này, diễn đạt bức tranh không hỏi luôn. Đó. Như vậy là các bạn hình dung là tất cả những điều đó là không hỏi đúng không nào? Đó. Như vậy là cái vị trí cho câu số 1, câu 2. Vậy là thầy tổng kết lại là câu 3, câu 4, câu 5, câu 11, câu 12 và câu 13 là những cái không hỏi các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn các video tiếp theo. Chào các bạn.